Ok. Rồi. Đấy. Thơm. Thì là nướng xiên, thịt xiên là thịt xiên hoa quả, trứng, trứng gà. À nó gà con, trứng mà trứng nữa. Có trăm vị trí không anh? Đó. Rồi, rồi. À, sa tế. Sa tế. Ui. Hay. Dầu điều mày. Đó, đúng rồi. À. À mày. Rồi. Quýt đặc cấp nha mọi người nhé. Món này thì nó quyện gia vị và nướng lên đặc thường thôi đời đấy mọi người ạ. Đây. Ăn hết giờ luôn. Thì ngấm ngấm gia vị xong bắt đầu anh em mình sẽ xiên nhé mọi người nhé. Okay. Chia trẻ đấy. Lấy xiên đấy, lấy xiên đấy. Chuẩn bị xiên, vỉ, nước, xiên thịt xiên hoa quả. Đấy là gà xiên hoa quả. Nhìn còn ngon hơn cả thịt nướng BBQ kia. Đấy, thấy chút rồi. Đấy, đấy, cho mọi người nhìn kỹ này. Đấy, trời. Nhiều con mất đầu rồi tại vì đầu nó khó phạt quá nhá. Đại đa số là có đầu. Món ăn từ một món ăn kinh dị trở thành một món ăn vừa đẹp mắt, vừa ngon luôn. Đấy là thật ra nếu mà cái giá đấy là cũng gọi là đồ ăn cho chó đấy, nhưng mà nó là đặc sản đấy, đặc sản mà cái giá kiểu gì ngon nhưng mà nó lại rất dễ. Thế bây giờ ăn không ngán, siêu chất đấy, món ăn này siêu chất đấy mọi người. Chất lượng. Ngon lắm. Rồi, đầy đủ các dưỡng chất trong một cái xiên này nhá. Cà rốt này, lá cũng có này, chất thịt cũng có, chất hoa quả này. À, như một con như này nhá, một con như này, thì nó nằm ôm một quả trứng như này, mình chỉ cần xiên phát thế nào, xiên phát thế này, thế cũng được, và xiên thế nào cũng được. Đấy. Đấy, thấy nhá, nằm im, nằm gọn luôn. Lấy thông xiên đi. Ok. Đấy, về nhá, được 4 xiên này anh em ạ. Được rồi. Bắt đầu lên lò nhá mọi người nhá, nhìn ngon không? Con nào con đấy nằm gọn, xếp, ngăn nắp, đẹp đẽ. Lên là lên, tuyệt vời luôn. Món ăn phải nói là cực kỳ độc lạ. Nướng như kiểu nướng cỗ luôn mọi người ạ. Tuyệt vời luôn. À, chỉ khoảng tầm 10-15 phút là chín. Nó chín rồi. Nhưng mà để chín những rau củ quả mà chín ngon nữa. À, con gà con thì gần như chín rồi.
ok nhé mọi người nhé, chín rồi. Thơm phức trời mọi người ạ. Vàng khê. Úi dồi ôi. Khó chưa. Ok. Ăn cháo sớm đi, cháo sớm đi. Ôi mùi dứa sớm nhỉ. Trăm phần trăm là chín rồi mọi người ạ. Tại vì cái lúc hấp đã gần chín rồi. Ok nhá mọi người nhá. Ê, bà chén này. Nhìn món đấy là ngon luôn. Hết sợi cũng là bảy. Giống như chim cút quay ấy nhỉ. Chim sẻ. Ok nhé mọi người nhá. À, đây là một món ăn kinh dị đối với mọi người. À, đối với anh em mình cũng kinh dị đấy, nhưng mà ngon. Mình sẽ thử đây này. Một con này xem nhá. Ôi giời ơi. Ui. Wow, lỗ trứng nó luôn này. Mời tất cả mọi người nhá. Thử cái xem gia vị nào đã. Rồi. Thơm. Mời tất cả mọi người nha. Ăn như chim nướng luôn đấy. Thơm lắm mọi người ạ. Như kiểu hung cút đấy. Ăn chim nướng luôn. Thậm chí như cái bánh trứng là ngon hơn. Ngon mà. Ngày trước mang đệ còn hay đi xin cái con gà nó nở ra rồi nhưng mà yếu lại á. Đây nước sôi đặt lòng này. Nước sôi đặt lòng quá ăn ngon á. Cái món này có độ tầm 6 đến 8 nghìn 10 quả một chục á, tùy hôm. Rất là rẻ. Rẻ hơn cả trứng sáng cơ. Ngon lắm ăn mọi người. Cái trứng sáng mà lỏng lỏng đấy, trứng lỏng lỏng đấy 1.000 quả đấy. Nhưng mà ngon. Anh nó thơm đúng không ạ? Anh nó không khác gì như kiểu là chim bình thường luôn mọi người. Rất là ngon đấy mọi người. Nhìn này. Mình sẽ bỏ này xem. Đấy, cái phần trứng đó này. Phần đầu nó nhá, mềm nhá. Phần lưng này ăn nó giống như thịt nướng này, ăn nó giống như thịt chim ấy nhá. Thật giống như thịt chim sâu ấy. Ăn cực kỳ ngon nhá. Nó không bị bã vì đã vặt hết lông rồi. Nó ngon nhỉ. Nó giữ được vị ngọt vì nó là gà kia mà. Gà chiên nướng. Là miếng khoai tây nướng. Không biết có ngon như khoai tây chiên. Ngon. Không ngon lắm. Khoai tây mùi chân gà. Lá. Ngon tuyệt vời nhé mọi người. Mình phải kiếm con nào có đầu ăn nó là những con này. Nhìn đúng tư thế nằm trong quả trứng. Những con gà này thường người ta sẽ đem bán vào thứ 3 hoặc thứ 6. Vì những cái hôm đấy là trứng da lò nhỉ. Da lò những con này hỏng thì bỏ phải đem bán. Bán trong vòng 1 ngày 2 ngày không hết là người ta cũng bỏ cho chó. Thế nên là giá rất là rẻ. Ăn ngon nhưng mà nhiều người lại sợ ấy. Nhiều người sợ. Thế nên là chỉ béo anh em mình thôi. Cứ hôm nào có là mình gặp. Vừa rẻ vừa ngon. Một cân thịt gà tính ra nó 15-20 nghìn. Nhiều cấp. Lúc này ăn hết 3 con gà. Đúng là ngon. Đúng gà lộn bình thường em không thích ăn đâu. Nhưng mà đúng gà ngắt rồi á. Gạch đông gà thì mẹ ăn ngon. Không bị bã gì cả. Thơm á. Nó thơm. Ăn cái phần ngoài như thịt chim ấy. Chim sâu. Dứa này. Cứ phải ăn chim. Ngày trước nhá. Ngày trước không biết ở dưới Hà Nội còn cái món gọi là gì nhỉ? Dứa chim thơm, quay không? Thơm gắt luôn đấy. Chim cút nhỏ quay không? Ngày 2010, 2011 có 3.000 con. Sau mình mới phát hiện là người ta toàn lấy những cái con vịt. Con vịt nở ra nhưng mà nó yếu ấy, loại ấy. Thế là làm sạch lông, chặt mỏ, nhồi móc mật vào xong rồi nướng, đem bán, lành thành thịt chim.
ăn ngon thì ai không biết, vẫn tưởng là thịt chim đấy, sau mãi mình mới biết cơ. Nhưng mà làm như thế này ngon nhất này. Tuyệt vời nha mọi người nha. Ăn ngon. Đặt cơm. Ăn được những cái phần trứng nó mềm, thơm lắm mà. Cái phần trứng nó rất là ngon nhé. Nó sật sật đấy. Nó không như trứng, nó không bã như trứng thường. Nó không bị ngấy. Mềm quả ấy. Nó mềm, nó sật sật ạ. Tưởng nở ra là nó phải mất cái trứng đấy nhỉ? Lúc nó nở ra thì nó bị tiêu, nhưng bụng nó vẫn còn hơi một tí. À, xong tiêu dần đúng không? Đó. Nó tiêu dần. Vài ngày nó mới tiêu. Tại nó tiêu trong cái thành rốn, thành rốn ấy. À, Mao Đệ nó chuyên ra gà chọi, thế nên là cái gì thì gà con nó cũng biết. Gà chọi con này. Thế gà tái này anh không ra xem nó đấy bao giờ à? Lúc nó nở ấy. Xem nó cứt à? hay là dình gà mái để tác xong rồi lấy trứng hút luôn. Ai thật có người là vừa thấy cục tác cái đấy là vén con gà lên nhặt quả trứng tập phạt xong. Đấy. Mà đố mọi người nhá, tại sao con gà mái nó để nó lại cục tác? Đố mày. Nó đâu để nó kêu, những người kêu ý. Cũng đúng nhưng mà chưa chuẩn nhất đấy. À, nó để ấy, nó kêu là vừa đau vừa rát. Đấy, thế nên là mới có cái câu là cục tác. Thực ra nó là nó dịch ra câu đấy nó là vừa đau vừa rát, chứ không phải cục tác mà mọi người vẫn hay nghe.